Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách luộc rau khoai lang, cách làm món rau khoai lang xào tỏi nhé. Để làm món rau khoai lang xào tỏi thì trước tiên mình sẽ nói về tác dụng của rau khoai lang rất tốt các bạn ạ. Tác dụng của nó phòng chống tim mạch nhé, đột quỵ các bạn ạ, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và ngăn ngừa bệnh táo bón, giúp giảm cân nhé, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể, chữa viêm khớp, thấp khớp, chữa chứng thận âm hư nhé, đau lưng mỏi gối, thanh nhiệt giải độc và trị mụn rất chi là tốt khi chúng ta dùng rau khoai lang tươi này các bạn nhé, non ngon như thế này ạ. Chống béo phì ạ và trị được buồn nôn khi chúng ta phụ nữ mang thai nghén đấy các bạn ạ. Thì hay có chứng buồn nôn khó chịu thì các bạn có thể dùng khoai lang này chúng ta luộc hoặc xào tỏi nên ăn rất chi là tốt ạ. Nó vì kia phụ nữ mang thai nghén ấy thì thiếu các chất như vitamin B6 thì trong khoai lang này có ạ. Các bạn chọn cho mình những cái khoai lang ngon như thế này thì chúng ta sẽ lấy nhá. Giúp khỏe da và sáng mắt khi chúng ta dùng khoai lang này đấy các bạn ạ. Cũng có những cái hạn chế của khi dùng rau khoai lang nhé, thì các bạn không nên ăn rau khoai lang quá nhiều khi chúng ta đang đói ạ, thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta khó chịu nhé, vì hàm lượng đường sẽ bị giảm trong máu của chúng ta ấy, giảm nhanh đột ngột thì nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi, cho nên là chúng ta không nên ăn khi quá đói. Không nên ăn quá nhiều vì trong khoai lang này nó chứa nhiều chất canxi, mà canxi nhiều thì lại gây cho chúng ta bị sỏi thận. Nếu mà các bạn luộc ăn ấy, thì chúng ta sẽ không nên ăn nước đầu, hoặc là khi chúng ta xào các bạn có thể trần qua nước một lần nhé, sau đó thì mình xào để mình loại bỏ cái nước chát nó đi ạ, có vị chát và hăng của rau khoai lang thì chúng ta sẽ bỏ cái nước đầu đi. Cái khoai lang, rau khoai lang này như này này, bạn nhặt sạch cho mình, chỉ lấy cái phần là non thôi nhé, là già chúng ta không lấy, lấy phần ngọn thôi. Với khoai lang này ấy, thì như những người mà bị đường tiêu hóa thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ tiêu hóa đấy ạ, đại tiện rất tốt, nhất là các bé, chúng ta thỉnh thoảng phải cho các cháu ăn cái món khoai lang này nhé. Đây ạ, sau khi mình nhặt xong mình đã được một rổ rau khoai lang như thế này nhé. Mình sẽ đem đi mình rửa cái phần rau khoai lang này lên các bạn ạ. Và củ tỏi này thì mình sẽ bóc cái củ tỏi này để mình đập dập thôi nhé. Tỏi thì chúng ta chỉ bóc đập dập thôi. Và mình dùng tỏi này là tỏi ta. Với một mớ rau khoai lang thì chúng ta dùng một củ tỏi như thế này là được rồi các bạn nhé. Cái phần tỏi này thì các bạn sẽ chỉ cần đập cho mình dập ra thôi nhé, chứ không cần phải băm ra. Đập lát ra là được. Lát cái phần tỏi này ra. Mình sẽ đun một nồi nước để mình trần cái phần rau qua. Các bạn đun cho mình một nồi nước thôi nhé. Mình cho vài hạt muối vào nhé. Khi nồi nước mình đã đun sôi rồi nhá, thì mình sẽ cho cái phần rau vào để mình trần qua.
Tại sao mình phải trần qua cái phần rau này các bạn nhé, để cho cái nước chát á, của rau ấy nó sẽ đi, thì chúng ta ăn rau này nó sẽ không bị chát. Nhiều lúc ăn rau khoai lang các bạn hay chê chát ấy, là do cái nước ban đầu này chúng ta nên phải trần qua thôi. Trần qua cái phần rau này thôi. Các bạn chỉ trần qua 2-3 phút là chúng ta sẽ vớt ra rau ra luôn nước lạnh nhé. Chuẩn bị một cái tô nước lạnh luôn. Đây các bạn chỉ cần trần qua như vậy thôi nhé, là mình không cần phải sôi lên các bạn ạ. Mình vớt luôn ra nhé. Cái nước chát này nó sẽ đi ra hết ạ. Đây ạ, mình cho ra tô nước lạnh luôn nhé, để hãm cho cái rau ấy nó không bị thâm. Các bạn cho chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào nhé. Chỉ cần dầu ăn nóng thì chảo mình cho nóng rồi, mình cho tỏi vào, phi cái phần tỏi đâu. Các bạn chỉ cần phi qua phần tỏi nhé, không cần nó vàng, chỉ cần tỏi của chúng ta nó mùi thơm lên là được ạ. Khi cái phần tỏi thơm rồi các bạn ạ, thì sẽ cho cái phần rau lên. Mình cứ làm xào rau kiểu này á thì rau không bao giờ chát các bạn ạ. Khi xào thì chúng ta xào lửa to để rau giữ được độ thanh nhé. Rồi mình cho gia vị vào đây. Bạn cho mình một canh đa dụng thì nó sẽ có cả bột ngọt rồi. Bạn nào ăn tiêu thì chúng ta có thể cho tiêu nhé, ớt tiêu gì chưa. Rau này thì chúng ta xào chín tới, đừng xào dừ quá thì ăn nó nhủn ấy, thì nó sẽ không ngon nhé. Bạn nào muốn ăn hạt lên, bột ngọt thì tùy theo chúng ta. Thì những cái rau này thì dân dã mình chỉ cần đơn giản thôi. Các bạn có thể xào với tương hột đấy, hoặc là mình dùng mắm, là tùy theo mỗi gia đình nhé. Cái gia vị thì chúng ta không bắt buộc cầu kỳ quá với món rau dân dã này. Ngày xưa các cụ thường hay trêu món này là món rau của lợn, rau khoai lang là rau của lợn các bạn ạ. Thường cắt về để cho lợn ăn ạ. Các bạn cho mình một chút nước mắm vào. Nhưng bây giờ nó lại là một đặc sản. Mình đến các nhà hàng ấy, món rau này lúc nào cũng có. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình cho ra đĩa. Các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình cho phần rau ra nhé. Đấy, xanh mướt luôn. Cái phần tỏi này mình cũng cho vào lên trên các bạn ạ. Mình vừa đặt lên trên vừa là trang trí, mà khi ăn tỏi này thì nó sẽ tốt hơn nhá. Phòng cảm cúm rất là tốt ạ.
Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ là đĩa rau khoai lang xào tỏi xanh mướt nhé, mà lại không bị chát một chút nào, giòn ngon. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn này với mình nhé. Giòn ngon và dễ ăn lắm ạ. À.